Hôm nay, ngày 8 tháng 1 năm 2016 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết năm 2015, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Xúc tiến Thương mại đã trực tiếp xác nhận 500 chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng đăng ký lên tới trên 866 tỷ đồng, chỉ đạo xử lý 25 chương trình khuyến mại vi phạm quy định hiện hành, phối hợp với Thương vụ Việt Nam tổ chức khoảng 30 hội chợ triển lãm tại nước ngoài, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với văn phòng đại diện của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, xây dựng và trình Bộ Công Thương ký 3 quyết định phê duyệt 227 đề án xúc tiến thương mại quốc gia với tổng kinh phí được phê duyệt là 107,54 tỷ đồng, tiếp tục điều phối và trực tiếp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế v.v. Cũng trong năm qua, Trung tâm Truyền thông Truyền hình Công Thương đã thực hiện sản xuất 52 chương trình truyền hình với 400 tin bài phóng sự phát sóng hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, 20 chuyên đề về thương mại miền núi, biên giới, hải đảo, góp phần tích cực vào việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của Bộ Công Thương cũng như của ngành công thương, như Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 2, triển lãm thành tựu kinh tế phát triển kinh tế xã hội 2015, đặc biệt tổ chức được các chuỗi hoạt động tuyên truyền quảng bá hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: thời gian tới, việc chính của Cục Xúc tiến Thương mại là điều phối, là đầu mối các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ phối hợp cùng với các cơ quan xúc tiến thương mại khác kết nối với cả các doanh nghiệp là người Việt Nam ở tại nước ngoài, các nước thì cần có cái sự liên kết và hỗ trợ để giúp cho các cái trung tâm xúc tiến thương mại địa phương phát triển. Về cái hợp tác quốc tế thì tôi nghĩ là Cục cũng đã rất quan tâm. Chỉ có cái lưu ý là hiện nay có mấy cái trung tâm mà chúng ta rất vất vả bao nhiêu năm để làm rồi. Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư du lịch Nhật Bản, ASEAN và Việt Nam thì chính Cục Xúc tiến Thương mại là đầu mối. Cục trưởng Cục Xúc tiến thì là giám đốc của phía Việt Nam trong cái trung tâm này. Tương tự như vậy thì có trung tâm với Hàn Quốc, thì còn Ấn Độ, Trung Quốc cũng có tương tự, tức là xúc tiến cả thương mại đầu tư du lịch. Ba cái đó thì thường hiện nay là giao cho Bộ Công Thương mà trực tiếp là Cục Xúc tiến. Chúng ta cũng là phải cố gắng. Nhân dịp này, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trao cờ thi đua, danh hiệu chiến sĩ thi đua và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Cục Xúc tiến Thương mại, các tập thể và cá nhân thuộc Cục vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.